Thưa các bạn, có một chậu hoa hồng, hoa sai, rực rỡ, lá xanh mướt, tươi tốt quanh năm, như các bạn đang được nom thấy trên màn hình, là một mơ ước của rất nhiều bạn yêu hoa hồng. Đã có bao giờ bạn tự bỏ công tìm tòi, nghiên cứu và tự đặt ra cho mình một câu hỏi rằng bí quyết nào đã tạo nên như vậy? Thưa các bạn, trong kỹ thuật chăm sóc hoa hồng, ngoài kỹ thuật bón phân, phun thuốc phòng chữa bệnh, cắt tỉa lá cành, thì chúng ta cần phải học hỏi và tham khảo thêm ở nhiều tài liệu, có khi là truyền miệng, không bao giờ có trong sách vở. Nhiều khi, bí quyết lại xuất phát từ những kính đăng đơn giản mà lại đáp ứng những thuận lợi tối đa cho cây hoa hồng nhà các bạn. Có một kỹ năng tưởng chừng như vô cùng đơn giản, ai cũng biết làm được mà không cần phải học hỏi. Nhưng theo khảo sát những bạn bè cùng chơi hoa hồng xung quanh của Trung Hoa Hồng, thì có tới 70% các bạn đã không hề quan tâm tới kỹ thuật này và đều cho rằng vì nó quá đơn giản. Chính vì vậy, cho nên nhiều cây hoa hồng nhà bạn đã không thể phát triển tốt như mong muốn, cho dù bạn đã cố gắng tới mức tối đa. Vậy, đó là kỹ năng hay bí quyết gì? Hôm nay, Trung Hoa Hồng lên sóng chia sẻ trực quan, chi tiết kỹ năng này nhằm giúp các bạn khắc phục những lỗi vô tình trong thao tác chăm sóc cây hoa hồng hàng ngày. Mời các bạn hãy hướng lên màn hình xem Trung Hoa Hồng thao tác trực quan trên chính những chậu hoa hồng của mình để các bạn dễ hiểu. Đây là không gian nhà mình mới quay sáng hôm qua các bạn ạ. Những chậu hoa của mình được bày ở dưới sân suốt ngày nắng nóng, ánh nắng như các bạn đang nom mới nắng sáng sớm các bạn nắng. Và cái sự khô hạn cũng xảy ra quanh năm bốn mùa. Cho nên việc tưới nước chăm sóc những chậu này là rất quan trọng. Thường thì hàng ngày, trừ những khi trời có mưa, bạn mới có thói quen tưới nước cho cây hay chậu hoa hồng nhà bạn. Tiện thì bạn cho vào đó một vào gáo, rội vào gốc, kỹ hơn thì dùng ống nước phun trực tiếp lên cây cho mát mẻ. Và bạn không bao giờ để ý tới định lượng gần như chính xác của mỗi lần làm như vậy. Các bạn nom thấy những chậu hoa hồng trên tầng của mình, mặt chậu trắng khô chưa ạ? Các bạn nom thấy không? Chắc chậu hoa hồng nhà các bạn không để khô như thế này bao giờ. Nhưng đây cũng là một kỹ năng đó các bạn ạ. Nếu bạn để mặt chậu hoa hồng khô như vậy, thì bộ rễ ở bên dưới, các bạn lầm tưởng rằng nó bị khô nhưng không phải. Chính cái sự khô ở những thời tiết nắng và nóng thì nó cũng làm thoát nhiệt. Còn khi tưới nước thì các bạn cũng chỉ tưới vừa đủ, không được tưới quá. Đây là một cái khung thùng xốp các bạn đang nom thấy mình tưới đó. Các bạn tưới vừa đủ cho cái không gian đất, khối lượng đất trong thùng, cái chậu hoặc thùng xốp này của bạn đủ ẩm. Các bạn lưu ý là đủ ẩm, đừng cho nước thoát ra khỏi đáy chậu. Các bạn nom thấy những cái chậu này mình để cái ban công. Ngoài cái việc nếu nước thoát ra đáy chậu, rơi rớt xuống mặt đường, dân cư người ta đang đi lại, còn có một điều đặc biệt quan trọng các bạn lưu ý là nếu các bạn
tưới quá đẫm thì nước thẩm thấu xuống bên dưới chảy ra sẽ làm trôi đi những dinh dưỡng hoặc phân các bạn mới bón trước đó. Mỗi ngày một ít và nó sẽ làm mất màu của chậu giá thể nhà bạn, gây rất tác hại cho chậu hoa hồng. Ngoài việc nếu các bạn tưới đẫm nước để trôi mất chất dinh dưỡng, thì nếu các bạn ngày nào cũng tưới ẩm, lúc nào trên mặt chậu các bạn, cây hoa hồng nhà bạn cũng ẩm, thì cái bộ rễ bên dưới của các bạn không bao giờ được thông thoáng và ra những lông hút mới để hút dinh dưỡng các bạn nhé. Nguy hiểm hơn, nếu các bạn lúc nào cũng tưới đẫm cho cây hoa hồng cũng ẩm ướt thì thậm chí còn làm thối bộ rễ các bạn ạ. Cho nên tưới nước này là rất quan trọng các bạn ạ, mình nhắc lại là rất quan trọng. Cho nên các bạn phải học cách tưới nước. Nhiều bạn cứ tiện là tưới phun đẫm vào, phun xả hết cỡ vào. Mình không nói là những chậu hoa hồng nhà bạn để ở nơi có thể phun thoải mái, nhưng như mình vừa chia sẻ với các bạn đấy, nếu bạn tưới nhiều quá nó sẽ bị nẫu rễ, nẫu rễ. Mà mình chưa nói chuyện, mình chưa nói đến cái kỹ thuật tưới ở thời khắc nào cho hợp lý nhất. Ở mùa đông hiện tại mình chỉ tưới có 2 ngày một lần nhá. Thậm chí nếu như hôm nào mà trời ẩm còn hơn 2 ngày. Còn bình thường mùa đông thì đây như những chậu hoa hồng này ở trên tầng các bạn nhé. Trên tầng rất cách xa mặt đất, độ ẩm rất thấp. Nhưng bây giờ mùa đông này mình vẫn chỉ tưới 2 ngày một lần mà lá nó vẫn xanh, vẫn đủ nước ẩm để phát triển. Vâng. Cho nên các bạn không vì các bạn cứ nom thấy mặt chậu khô trắng là các bạn đã tưới, khô là các bạn đã tưới vào. Lúc nào chậu hoa hồng nhà bạn cũng ẩm ướt là không tốt các bạn nhé. Tiếp theo mình sẽ chia sẻ với các bạn, sau khi bạn tưới nước và có những nước đọng trên lá và các bạn phải làm gì. Mùa hè thì bình thường các bạn ạ, nhưng nếu các bạn tưới nước để những giọt nước này đọng trên lá vào mùa đông khi khí hậu thích hợp với rất nhiều loại nấm mốc mà các bạn không làm sạch và cho lá nó rụng, nước nó rụng xuống khỏi như các bạn đang nom thấy. Các bạn đang nom nước đọng chưa? Đấy, nước nó đọng trên mặt lá các bạn đang nom thấy đấy. Nếu các bạn không làm sạch những giọt nước này thì nếu các bạn tưới vào buổi tối cực kỳ nguy hiểm. Rất nhiều loại nấm bệnh đã trực chờ sẵn cho sự ẩm ướt này và nó sẽ phát triển các bạn ạ. Và nó sẽ phát triển. Vâng. Các bạn chỉ cần, bởi nhà các bạn không có nhiều, vâng, các bạn cùng lắm các bạn chỉ có 5-3 chậu, vâng, các bạn làm rất dễ. Các bạn đang thấy mình lay cành chưa, hoặc các bạn lay cành sẽ rụng hết xuống. Thế còn mùa hè thì các bạn không cần quan tâm các bạn ạ. Mùa hè thì các bạn không sợ, bởi vì mùa hè là nó nóng, nó khô ngay, nhiệt độ nóng nó khô ngay đó cơ các bạn. Cho nên cái kỹ thuật tưới nước này để mà cây hoa hồng của bạn đủ ẩm, xanh tốt và còn phát triển bộ rễ là rất quan trọng. Đấy cũng là một bí quyết để cho cây hoa hồng của bạn xanh tốt, quanh năm khỏe mạnh và cho những bông hoa rực rỡ đó thưa các bạn. Thưa các bạn, những kỹ năng tưới và phun nước cho những chậu hoa hồng mà Trung Hoa Hồng vừa chia sẻ với các bạn là những kinh nghiệm chăm sóc mà Trung Hoa Hồng đã rút ra được từ những tháng năm tỉ mẩn trên chính những chậu hoa của mình. Kết quả như các bạn đã được Trung Hoa Hồng nhiều lần chia sẻ ở những bài viết và các bạn đang được mục sư thị trên màn hình. Trung Hoa Hồng hy vọng ngay sau khi xem xong bài viết này, các bạn sẽ rút ra cho mình được một chút gì đó phục vụ cho chính cây hoa hồng nhà bạn. Để cây hay chậu hoa hồng nhà bạn có những sắc màu và xanh mướt 4 mùa giống của Trung Hoa Hồng, và điều đặc biệt là Tết Nguyên Đán sắp tới đây, các bạn
sẽ có những chậu hoa hồng rực rỡ, lá xanh mướt, giống những gì các bạn đang được nom thấy trên màn hình. Trung Hoa Hồng rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi và xem hết bài viết này. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn vào bài viết lần sau. Xin cảm ơn các bạn.